Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn về MU điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Erik ten Hag mạnh tay 12 cầu thủ rời Old Trafford. Biến lớn ở MU, hai vị trí cấp cao rời Old Trafford. MU sở hữu Pirlo Anh Quốc nếu Leeds xuống hạng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Erik ten Hag mạnh tay MU, 12 cầu thủ rời Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag thực hiện những thay đổi mạnh mẽ ở Old Trafford, có tới 12 cầu thủ được cho sẽ rời MU hè này. Sau trận thua 0-4 ở Anfield mà Ralf Rangnick gọi là đáng xấu hổ, nhục nhã, ông cũng chỉ ra MU dứt khoát phải tái thiết triệt để nếu muốn bắt kịp Man City và Liverpool. Chiến lược gia người Đức cho rằng Quỷ Đỏ thậm chí phải mang đến 10 tân binh về Old Trafford trong hè này. Trên tiêu chí cầu thủ đó phải có phẩm chất phù hợp với chiến thuật của Erik ten Hag. Theo tin tức mới nhất từ tờ The Guardian, Erik ten Hag ký 3 năm với MU, tuy chọn gia hạn 12 tháng, sẽ có những thay đổi mạnh mẽ ở Old Trafford. Nguồn tin khẳng định, chiến lược gia người Hà Lan được MU trao quyền là người quyết định cuối cùng trong bất cứ chuyển nhượng mua sắm nào của đội. Miro cho hay thêm, 6 cầu thủ là Pogba, Cavani, Matic, Lingard, Juan Mata và Lingard đều hết hợp đồng vào hè này và được tự do ra đi. Ngoài những gương mặt trên, Erik ten Hag cũng có thể để Martial, Rashford, Phil Jones, Alex Telles, Aron Ramirezaka, Alex Bailey ra đi trong cuộc đại tu lớn nhất thời hậu Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Vì cắt giảm được khoản lớn ngân sách tiền lương, nên Erik ten Hag sẽ có khoảng tới 200 triệu bảng để mua sắm hè 2022. Vậy, Erik ten Hag sẽ nhắm đến những mục tiêu nào để tăng cường sức mạnh đội hình MU tới đây? Theo Mero, ngoài một số học trò ở Ajax như Anthony, nhà cầm quân 52 tuổi nhắm tới Harry Kane, The Guardian, hai mục tiêu có thể ngốn sạch tiền. Bên cạnh đó là các mục tiêu thiết thực có vẻ khả thi hơn với Darwin Núñez, Ruben Neves. Lý do Harry Kane chê MU ở lại Tottenham. Daily Mail cho hay Harry Kane đang rất hạnh phúc tại Tottenham dưới thầy huấn luyện viên Conte. Đội bóng London được cho tự tin có thể giữ chân đội trưởng tuyến Anh sau ồn ào đòi ra đi mùa trước. Năm ngoái, Harry Kane yêu cầu được ra đi để chuyển sang khoác áo Man City, nhưng chủ tịch Daniel Levy đã chặn cửa. Hiện tại, Man City đã chuyển hướng sang Erling Haaland, được cho đã đạt các thỏa thuận cá nhân với chân sút Na Uy. Trong khi đó, MU được đặt mục tiêu ký Harry Kane, nhưng chân sút này không màng, nằm ở hai lý do. Đầu tiên, MU chọn Erik ten Hag làm huấn luyện viên trưởng, chứ không phải Pochettino. Harry Kane sẽ xem xét đến chơi bóng ở Old Trafford nếu cựu thuyền trưởng Tottenham đảm nhận công việc. Thứ hai, Tottenham hiện mới là đội có cơ hội lấy vé dự cúp C1 mùa sau hơn MU. Do vậy, nếu Man City không còn muốn Harry Kane thì đội trưởng tuyển Anh không có nhiều lựa chọn tốt hơn so với việc tiếp tục gắn bó Tottenham đang được khích lệ và thay đổi bởi Antonio Conte. MU sẽ sở hữu Pirlo Anh Quốc nếu Leeds xuống hạng. Theo nguồn tin từ tờ Corp Offside, tiền vệ Calvin Phillips không có ý định chia tay Leeds United, tuy nhiên nếu The White xuống hạng thì lại là một câu chuyện khác. Hiện tại, Man United đang là đội bóng rất khao khát sở hữu chữ ký của ngôi sao người Anh. Erik ten Hag sẽ sớm thích nghi với Man United. Thông tin Erik ten Hag sẽ nắm quyền vào mùa tới tại Man United đã được nhiều tờ báo lớn ở châu Âu xác nhận. Có lẽ người ta chỉ chờ đợi vài tuần sẽ nữa khi mà mùa giải khép lại để công bố một cách chính thức. Có những lý do để tin rằng ten Hag sẽ làm tốt công việc ở Man United. Đầu tiên, ten Hag có vốn tiếng Anh đủ tốt để nói chuyện với các cầu thủ. Nhà báo thể thao Erik ten Hag, người bạn từ năm 4 tuổi của ten Hag, chia sẻ với Manchester Evening News rằng ở Hà Lan chúng tôi nói tiếng Anh, chúng tôi có thể nói tiếng Anh, ở đây không phải là Marcelo Bielsa. Được biết, khi mới đến Leeds, Bielsa đã phải dùng phiên dịch viên để trả lời các cuộc phỏng vấn sau trận. Ngược lại, trong cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Man United, ten Hag đã thể hiện một vốn tiếng Anh đủ tốt và nó là lý do chính khiến Quỷ Đỏ mạnh dạn bổ nhiệm ông. Với quốc gia đặc thù như Anh Quốc, nếu bạn không giỏi ngôn ngữ này, bạn ngay lập tức gặp rắc rối bởi truyền thông. Đấy là chưa kể câu chuyện phải truyền tải thông điệp dễ hiểu đến các cầu thủ. Như vậy, ten Hag được một điểm cộng lớn ở tiêu chí này. Mặt khác, theo Erik ten Hag, ten Hag là một người giỏi ngoại giao và chưa từng gặp rắc rối trong phòng thay đồ. Anh ấy chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào với các cầu thủ. Bạn không bao giờ đọc hoặc nghe cầu thủ nói những điều tiêu cực về ten Hag. Anh ấy rõ ràng là một ông chủ phòng thay đồ, nhưng đồng thời cũng giỏi ngoại giao và biết mọi thứ về các học trò. Ngoài câu chuyện về mặt chuyên môn, Man United cũng rất cần một người để ổn định phòng thay đồ, vốn bị chia rẽ của họ. Có lẽ họ đã đúng khi mời người linh hoạt như ten Hag về nắm quyền. Tất nhiên, cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian, nhưng ít ra khi đã vạch ra một chiến lược dài hạn, lãnh đạo Quỷ Đỏ cũng có thứ để dựa vào, thay việc lạc lối như một thập kỷ qua. Biên lớn ở Manchester, hai vị trí cấp cao rời câu lạc bộ. Mới đây, Quỷ Đỏ còn đón nhận một tin không vui liên quan đến tình hình nhân sự khi trưởng bộ phận tuyển trạch Jim Lawler và giám đốc tuyển trạch toàn cầu Marcel Bout về đều được xác nhận sẽ rời Old Trafford theo thông tin từ trang The Atlantic. Đáng chú ý, Lawler đã có 16 năm làm việc tại Man United, trong khi con số này bên phía Bout là 8 năm. Mất đi sự phục vụ của hai nhân sự giàu kinh nghiệm này, công tác đánh giá các mục tiêu chuyển nhượng của Quỷ Đỏ trong thời gian tới được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. MU chi tiền để giữ chân Dean Henderson. Thủ môn trẻ Dean Henderson đang rất thất vọng khi anh mới chỉ được ra sân 3 lần cho MU ở mùa này. Trước sự chán nản của cầu thủ người Anh, Quỷ Đỏ đã chấp nhận để Henderson ra đi theo dạng cho mượn ở hè này. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chịu một nửa số tiền lương 120.000 bảng trên một tuần cho câu lạc bộ nào đồng ý để Henderson đến du học. Đây được cho là động thái giữ người của phía MU khi mà Dean Henderson đang được cho là tương lai của đội bóng sau thời David De Gea. Liverpool gây sốc với Rashford. Marcus Rashford đang được cho là không hài lòng ở MU khi mà thời gian được ra sân của tiền đạo người Anh ở mùa giải này là quá ít. Theo các nguồn tin từ xứ sở sương mù, Liverpool đang nhân cơ hội này để trèo kéo chân sút sinh năm 1997 gia nhập The Club ở mùa hè năm nay. Đáng nói, nếu như gật đầu với Liverpool, chắc chắn Rashford sẽ trở thành kẻ thù của các fan MU, bởi vốn hai đội bóng được mệnh danh là Quỷ Đỏ của nước Anh đã có truyền thống đối nghịch nhau cả thế kỷ qua. Mourinho muốn đưa sao MU đến Roma. Cách đây không lâu, tiền vệ Nemanja Matic đã thông báo về việc anh sẽ chia tay Man United sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Và theo thông tin mới nhất từ nhà báo Nicolo Scuderia, huấn luyện viên Jose Mourinho rất muốn đem Matic về AS Roma. Hiện tại, đội bóng thủ đô Italia đã mở cuộc đàm phán với người đại diện Vlado Lemic của ngôi sao người Serbia. Rangnick chỉ Ten Hag cách để MU bắt kịp Liverpool và Man City. Đã sắp 10 năm kể từ khi MU vô địch ngoại hạng Anh lần cuối cùng và họ không giành được danh hiệu nào kể từ năm 2017 đến nay. Rangnick nói MU sẽ không mất nhiều thời gian để tái thiết dưới thời huấn luyện viên dự kiến là Erik ten Hag, nhưng họ chỉ có thể đặt mục tiêu đề ra nếu có kế hoạch đúng đắn. Tôi không nghĩ một đội như MU mất tới 3 đến 4 năm để bắt kịp Liverpool và Man City. Tôi nghĩ MU không cần nhiều thời gian đến thế. MU sẽ mất 2 đến 3 kỳ chuyển nhượng để làm điều đó nếu biết mua sắm hợp lý. Chỉ cần MU xác định được đội bóng chơi thử bóng đá như thế nào và cần chiêu mộ mẫu cầu thủ ra sao, ứng với những vị trí cụ thể, thì vấn đề còn lại chỉ là họ phải tìm được những cầu thủ phù hợp và thuyết phục những cầu thủ ấy gia nhập câu lạc bộ. Liverpool xếp hạng 8 ở mùa đầu tiên khi Jurgen Klopp tiếp quản đội bóng. Mùa sau, họ không dự cúp châu Âu nên Jurgen có điều kiện tập trung hoàn toàn cho giải ngoại hạng và các giải đấu cúp trong nước. Họ mất 2 kỳ chuyển nhượng, nhưng ngay cả trong các kỳ chuyển nhượng sau đó, họ vẫn chiêu mộ được rất nhiều cầu thủ chất lượng. Liverpool đã hồi sinh như thế, không có gì khó khăn. Để trở lại đúng quỹ đạo của mình, bạn cần biết rõ mình phải làm gì, nếu không mọi chuyện sẽ khó khăn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.